để em đi chợ em mua đồ ăn thì em không có mua đồ mặn. Em rất thích nấu ăn và làm thiết kế ra đồ chay. Thích nhất đó là em rất là thích ngủ và em không có chăm việc nhà. Lý tưởng của em là tóc dài, không ăn nhậu, không hút thuốc. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý bấm nút hẹn hò. Hy vọng rằng họ sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình đàn gái. Chào Trinh. Mời nhà trai. Còn lại đường gì ngoài tay trắng buôn ba ngược xuôi. Bạn bè ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thật xa. Mới có hôm nào còn nghe tiếng bạn thân tình. Mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quạnh hiu. Còn lại người tình người cũng buông lời đời ta. Nghèo tội gì đâu mà em lỡ nói câu từ ly. Cảm ơn. Trời ơi, Linh ơi. Một Vân lời tưởng... chào rất là dễ thương. Đâu có, chào sao mà Vân tưởng là giống như cầu hôn Linh vậy đó. Mắt rất là say đắm nhìn ông mối. Vậy đó hả? Ừ. Trời, hấp dẫn quá. Trời ơi, em giới thiệu về mình coi. Dạ, chào chị Hồng Vân. Nhân dịp em đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, em tặng chị món quà kỷ niệm. Ồ, dạ, cảm ơn em. Trời ơi, chị được nhận quà trước luôn hả? Em giới thiệu đi cưng. Dạ, em biệt danh là Hà, năm nay 32 tuổi. Nghề nghiệp chính của Hà là gì nào? Em tốt nghiệp cao học với chuyên ngành là tài chính kế toán. Mình quê đâu vậy? Dạ, quê gốc là Hải Dương. Bây giờ là đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Em ở trọ bên quận 7, còn mẹ thì ở dưới Xuân Lộc ạ. Em trai nghe rõ chưa? Dạ, em nghe rõ rồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em anh xin chào chương trình cùng khán giả trường quay. Em tên là họ tên Đặng Văn Anh, thương hiệu của em là Hoàng Anh. Em thường trú ở Lý Nhân, Hà Nam. Và hiện tại em đang công tác kinh doanh ở Cà Mau. Kinh doanh về cái gì? Em thiết kế, tư vấn, trang trí, sản xuất và thương mại nội thất, gỗ. À, một bạn ở Hà Nam, một bạn ở Hải Dương. Thì quê quán thì gần. Nhưng mà đang làm việc thì cách rất là xa. Nhưng mà làm việc Cà Mau hả? Đúng rồi, làm việc Cà Mau luôn. Em cũng có thể lên xuống Sài Gòn để làm hàng hóa đó. À, bỏ hàng hóa. Rồi, Hà ơi. Dạ. Hà tức là nói là người ta gọi Hà là Hà. Nhưng mà cái tên giấy tờ của Hà là gì? Dạ, trên giấy tờ là Vương Thị Hường. Vương Thị Hường. À, Vương Thị Hường nhưng mà mọi người hay gọi là Hà. À. Hà có cái sở thích gì? Dạ, sở thích nhất đó là em rất là thích ngủ. Không thích ăn hả? Ăn thì không có thích ăn lắm. Không có cảm giác thèm ăn nhiều. Trời ơi, ước gì tôi được cái điểm tốt này. Thực sự mà nói luôn. Ít nhất em phải có ăn chứ đúng không? Dạ có. Thích món gì nhất? Thích lẩu chay nhất ạ. Ủa, lẩu chay hả? Dạ. Tức là em thích ăn chay hả? Dạ. Chay trường hay là ăn chay theo ngày? Dạ thật ra mà để em đi chợ em mua đồ ăn thì em không có mua đồ mặn. Nhưng mà nếu mà em đi cùng công ty hoặc là cùng lớp thì mọi người ăn cái gì em ăn cái đó. Tại vì mình không có muốn tạo cái sự... Nhưng mà em thích ăn chay đúng không? Em thích ăn chay đúng không? Anh thấy bên đây cũng hợp lý đó nha. Nãy giờ thấy bên đây cũng có hướng chay đó. Em có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm ạ? Dạ nhiều khuyết điểm. Ví dụ như là thích người khác ủng hộ cái ý kiến của mình khi mình nêu ra trong tập thể. Và em không có chăm việc nhà. Em có nóng tính không? Dạ có nóng tính. Nóng, cái nóng mà dễ sợ nhất của em là sao? Phan đồ. Dạ đồ thì không phan. À không phan, dạ. Rồi là như thế nào? Nóng nhất thì em sẽ làm gì? Em có thể nói khá to tiếng. Khá to tiếng. Bây giờ em trai nói đi, ưu khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em ấy là một khi đã nóng giận hoặc không thích một cái điều gì đó là im lặng. Im lặng, bên kia có khi phát ra tiếng. Vậy là được. Nhưng cái ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì em rất thích nấu ăn và làm thiết kế ra đồ chay. À, thiết kế đồ chay luôn, dễ sợ chưa? Dạ. Em trai có mấy mối tình rồi? Ngày xưa thì em vào trong Cà Mau này ấy, thì năm 2008. Lúc bên em 22 tuổi thì ngày xưa còn chat chít trên Yahoo ấy, thì giống như là yêu theo kiểu mà trên mạng thôi. Tại thấy thích nghe giọng miền Nam. Giọng miền Nam mà cô ấy gọi nhầm vào cái cuộc điện thoại đó. Rồi thế tự nhiên thì em thích thì đủ duyên, thế là em đi vào trong ấy. Đi vào Nam luôn. Dạ, thì được khoảng cái chừng 2 tháng rồi em chia tay. Trời đất ơi, quay mới 2 tháng chia tay rồi. Dạ. Rồi còn mối tình nào nữa không?
À, còn một mối tình về sau này thì cô đấy cũng ở ngoài Bắc. Rồi quen mấy năm? Rồi quen nhau được chừng hơn 2 năm. Ừ, sao chia tay? Em thì sự nghiệp em còn phải lo cho nó vững chắc. Nhưng mà cô ấy thì cứ giống như là gia đình ép phải cưới liền. Cưới thì em bảo là chừng nào em phải lo kinh tế đầy đủ. Rồi. Thì em sẽ lo cái chuyện đấy sau. Thế là không hợp nhau rồi. Thì cô đấy Tết về Bắc hay là bị gia đình bắt ở ngoài ấy luôn. Rồi thế là lấy chồng ngoài đó. Còn mối tình nào nữa không? Dạ không ạ. Rồi đó, hai mối tình bên đây là vậy. Còn đó. Còn em sao? Dạ em thích nhiều, cảm giác yêu cũng nhiều. Nhưng mà gọi là tình yêu mà gọi là đích thực như các bạn trẻ thì chắc là chưa. Tại vì trước đây em chưa có xác định một mối tình nào rõ ràng. Chỉ đơn thuần là em thích đi cà phê, nói chuyện. Có nghĩa là em chưa có ai mà một cái mối tình nào mà nó cụ thể và nó chính thức đúng không? Dạ em gái. Để xác định một mối tình rõ ràng thì chưa ạ. Chưa luôn. Chưa có. Có nghĩa là bây giờ còn nguyên đai nguyên kiện không? Đó, chưa có bóc tem đó, hàng chưa đập thùng ấy ơi. Nói chung là bên á là tình duyên nó cũng lận đận ha. Chưa có mối tình thật sự. Bây giờ mình muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không có mẫu hình lý tưởng. Quan trọng là khi em gặp người đó em cảm nhận như thế nào thôi ạ. Rồi, dạ. Được rồi. Còn em có mẫu hình lý tưởng nào không? Bạn cái mẫu lý tưởng của em là tóc dài. Tóc dài. Rồi người gì nữa là không ăn nhậu. Không hút thuốc. Ăn chay không là chắc chắn không ăn nhậu rồi, em yên tâm. Rồi cái gì nữa nè? Em cái là chiều cao cũng phải từ 1m6 trở lên. Yên tâm đi, 1m65 luôn. Dạ, thì khuôn mặt dễ nhìn. Dễ thương. Quá dễ thương luôn. Thôi bấy nhiêu là được rồi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ, em đi chung với mẹ và cô bạn thân nằm ở bệnh viện 30/4. Mẹ cho ý kiến, mẹ cho cảm nhận đi mẹ. Thôi qua chương trình này thì tôi gia đình cũng cảm ơn biên tập, ban biên tập, anh Quyền Linh với lại chị Hồng Vân. Bây giờ thì gia đình cũng mong muốn là con thì lúc nào cũng luôn luôn tìm cho mình một con đường đi cho nó vững chắc để cho bố mẹ yên tâm. Nói chung là thấy bạn trai thì cũng được vui vẻ và cũng hợp về bên gia đình là bên Phật giáo. Thế thôi thì cũng cảm ơn gia đình và tất cả các khán giả ở trường quay. Dạ, rồi cảm ơn cô. Chúng ta đi với ai? Hôm nay em đi với má nuôi với em. Má nuôi hả? Em chào anh Việt Linh và chị Hồng Vân và khán giả. Em là mẹ nuôi của Hoàng Anh. Được đến tham dự chương trình này thì thôi mình cũng rất mong để kết nối cho hai con để tìm hiểu xa hơn và tiến tới hạnh phúc. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn má nuôi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đó, các bạn tự cảm nhận nha. Mở rào. Tự cảm nhận về nhau nha. Ai, tôi nôn lúc tặng quà thôi. Quà trai á. Mình có món quà tặng cho bạn. Em muốn không? Anh có thể bóc quà đâu. Bạn thấy món quà này sao? Có ý nghĩa không? Bạn có thể đọc lên. Mình đọc đây lên là bốn con khỉ bằng gỗ hoàng đàn. Trời ơi, đây nè. Đấy là cho mọi người thấy nè. Đó. Đây là món này em làm. Em mời, đầu tiên em mời chị. Đây, để đây. Bên nhà, bên nhà trai. Ngon. Thưởng thức trước em. Sao con miếng người ta? Em mời chị Hồng Vân. Rồi, cảm ơn em. Nhân dịp em đến chương trình, em tặng anh Quỳnh Linh món quà làm kỷ niệm. Ngon quá à. Ngon không? Ngon lắm. Dạ, em cảm ơn. Bạn mắc cỡ lắm đó. Để giải quyết này cho, mấy này giải quyết nhanh lắm. Em ăn thấy sao? Rất là ngon á. Dạ ngon. Em tặng đi. Em tặng anh bức tranh làm kỷ niệm. Anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Ý nghĩa bức tranh là gì nào? Đơn giản như là em thấy cô gái đó nó xinh xinh và giống em. Em có thể cho anh cầm tay được không? Cảm ơn em nhiều nhá. Dạ. Tay em ấm quá. Rồi. Người ta mạnh dạn ghê không? Đấy. Em ngồi đi em. Lớn hết rồi. Ngồi đi cơ. Cảm nhận về nhau thế nào? Thời gian của em hàng tuần hay hàng tháng em rảnh được vào những ngày nào? Dạ không có cố định ngày rảnh. Nếu có quen nhau thì sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Và khi rảnh thì sẽ gặp nhau. Xem như đó là sự tìm hiểu. Em có nghĩ định gì về nếu như mình có thể quen nhau và trong thời gian gần nhất? Có khi mình nếu mà được thì xác định thời gian đó là bao lâu em? Thật tâm thì em cũng muốn bắt đầu chuyện hẹn hò. Nhưng mà có còn chuyện lấy chồng thì thực sự em chưa có nghĩ tới. Thì thế anh mới nói là mình cứ hẹn hò. Nếu như mình tìm hiểu mà mình cảm thấy cái duyên lành nó được đến với nhau đó, thì có thể là mình sẽ tiến tới gần nhất, đúng không em? Hay là em vẫn cứ nghĩ cái tìm hiểu hay là cái yêu đương nó vẫn là có một khoảng cách xa vời,
em đã rút kinh nghiệm của em là nhiều lần em cũng có cảm xúc để hẹn hò, để cà phê. Nhưng mà chỉ được thời gian ngắn nên cái cảm xúc đó nó chắc mất. Em không chịu bộc lộ em... chia sẻ đó. Nên là em cũng không chắc là, dạ, nói chung là không dám hứa trước cái gì ạ. Cứ để mọi chuyện tự nhiên, và quan trọng là mình cảm nhận về nhau như thế nào. Thì lúc đó mới có thể biết được mình cần làm gì. Và nhờ cái sự tương tác của chương trình hẹn hò mà mình gặp nhau cũng là đã có duyên. Anh cũng nghe cái câu mà các cụ nói cũng hay. Cái câu nói này là: trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp hay không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui đi. Cuộc đời như nước chảy, hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Em cứ bộc lộ từ trong cái lòng của mình nghĩ sao á. Mình không cần phải, ví dụ như cảm nhận đầu tiên đó là em cảm thấy là anh là có thể là một người bạn, có thể là hợp nhau về cái gọi là cách sống. Chỉ vậy thôi ạ. Còn hơn nữa thì em chưa có biết gì để nói thêm. Anh thấy thế này nè, một chàng trai rất là chân tình, rất là tình cảm. Còn một cô gái có lẽ chưa chuẩn bị gì cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Anh thấy là như thế. Bây giờ nè, em đã muốn, tức là em đã sẵn sàng chuẩn bị mở cái cánh cửa của cái căn phòng mà ba mươi mấy năm em ở trong đó chưa? Dạ, thôi để không mất thời gian của anh chị và của anh. Mình bấm nút bắt đầu mối quan hệ là bạn bè. Okay, anh sẽ đồng ý chuyện đó. Bấm nút không phải là bạn bè với nhau. Dạ. Thật sự á, là 7 năm qua rồi. Dạ. Chúng tôi muốn các bạn phải có một chút rung động gì đó. Bởi vì khi bấm nút các bạn sẽ hôn nhau đấy. Em có nghe điều đó không? Hôn má. Bấm nút. No. Nếu các bạn chưa chuẩn bị cho điều đó thì chúng ta cũng không phải điều gì phải cần bấm nút cả. Hồi xưa giờ anh chưa bao giờ chen vào cái chuyện bấm nút hay không bấm nút cả. Dạ. Như theo anh á, nếu chưa có điều gì xảy ra đừng bấm nút. Bởi vì bấm nút là chúng ta đã trao duyên nhau, chúng ta đã cho phép người khác tìm hiểu mình. Dạ. Và tiến đến điều xa hơn nữa. Em ít cho các bạn trai một hy vọng lúc đầu đó. Vô tình mình cho họ cái gọi là cái cơ hội, sau đó mình lại lấy lại thì em thấy là nó cũng không có hay. Em rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân và cảm ơn anh. Nhưng mà với cảm xúc hiện tại của em xin nói luôn em không bấm nút. Xin lỗi mọi người. Rồi. Vậy thì chàng trai, cô ấy đã nói luôn là cô ấy không bấm nút. Còn em thì thế nào? Trong lòng của em á, thì thực sự thì em cũng không muốn nói dối trong lòng của mình. Đúng. Vừa nãy em thấy bạn rất căng thẳng. Em không muốn là bấm để chơi, để vui. Vừa em suy nghĩ, em nhìn trong tất cả lời nói và hành động. Và thật lòng em cũng sẽ nghĩ là em sẽ không ấn nút. Mình gặp nhau nó là cái duyên. Nhưng còn cái nợ ấy, thì nó thực sự ấy, nó còn xa vời lắm. Đây cũng là cặp đôi đầu tiên mà hai bạn đã nói trước là không bấm nút. Và hai bạn ấy vẫn nắm tay nhau. Không, nắm tay là mình đã là gặp nhau là có duyên, là bạn thôi. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ thật của lòng mình. Bởi vì chúng tôi không muốn các bạn bấm mà trái với trái tim của mình. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn món quà của em gái nha. Anh cảm ơn, thế bắt tay. Chúc em luôn luôn thành đạt trên công việc. Và cũng như ý chí và con tim của em sẽ một ngày nào đó rung động và sẽ gặp được một người em. Món quà của bạn trai này giữ lấy đi. Dạ. Để nhớ một ngày. Giữ chứ, kỷ niệm mà. Kỷ niệm. Dạ. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ cầu mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Cảm ơn anh. Cảm ơn em.